Lời đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em châu Âu nơi trên miền Tổ quốc. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký về lái xe kênh Nhũ Triển. Hôm nay là ngày 23 tháng 10, em xin lại giới thiệu tiếp các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Victor với model của nó là XL V501. Cái model này em bán cũng rất là nhiều rồi, trong phân khúc giá rất là ít tiền, chất âm hay, mắt đọc tốt, ngoại hình đẹp. Và chiếc này thì được sản xuất năm 1987 với giá xưởng của nó là 19.800 biên, nó tương đương khoảng độ 13 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Tại thời điểm đó thì nó sánh chiếc đầu Soli 227, 228 của Soli. Và giá thì bây giờ nó rẻ hơn rất nhiều. Chiếc này thì sở hữu xe ngang của nó 43,5 cm, chiều cao của nó là 10 cm và chiều sâu của nó 30 cm. Nó nặng là 5,5 kg. Mặt phay nhôm được sơn màu đen, toàn bộ chữ thiết kế màu vàng rất là nổi bật và sang trọng. Toàn bộ các phím số này cũng có biển chỉ vàng này, là đẹp. Mắt đọc giờ thì dùng mắt đọc của Victor, Victor thì cũng chung những hãng nào cả. Chip giải mã của chiếc này thì dùng con chip giải mã PCM 54HP, chất âm rất mộc mạc và chi tiết. Đấy. Và rất là ngọt. Các bác chơi nhạc vàng hay nhạc bolero thì đây là một cái chiếc đầu đáng để các bác để chơi. Đấy. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Đây là phần ngoại hình. Ngoại hình của chiếc đầu này thì về trong tình trạng cái viền này nó cũng có hơi bị bay sơn một chút. Bay sơn một chút. Đấy. Đấy. Còn lại thì cơ bản là đẹp, cái cạnh bên đây cũng có cấn nhẹ một chút này. Đấy. Cái đồng hồ hiển thị số lớn nhưng mà theo năm tháng nó cũng có bị ố bên trong đây. Ố là do bụi bặm chứ không phải là ố do gì. Nếu bác mua cần có nhu cầu thì em tháo ra vệ sinh cho. Chứ bình thường tháo ra thì các bác lại bảo là mất zin đúng nhá. Đấy. Cạnh này thì cũng có bay sơn đây. Đấy. Phần cạnh trên cũng có vết xước đây. Đấy, bên này cũng vậy. Còn nắp lưng thì có những vết xước này. Vết xước này. Đấy. Đấy. Ở bên đây. Đấy. Ở model của nó là XL V501, điện 100V, công suất là 12W, được sản xuất tại Nhật Bản. Chiếc này thì có hai đường alloc ra, chân đường mạ vàng. Đấy, và trong khi vận chuyển về thì nó cái chỗ tiếp xúc mát này thì nó hơi cong lên, nó không hưởng gì cả. Đấy, và đây là cái phần nội thất bên trong. Đây là phần nội thất bên trong của chiếc đầu này thì còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản, bắt đọc cũng zin theo máy luôn. Đấy. Đây là con chip giải mã PCM 54HP thế nằm ở trong này, có thanh tần nhiệt đây. Và con nữa con SM 5806 nằm đây. Đấy. Tụ lọc nguồn, toàn bộ tụ lọc nguồn cái eo la. Và chiếc đầu này thì về tình trạng thì cái dây nguồn nó bị cắt thì em đã phải đấu nối cái dây nguồn. Nên nó toàn bộ cũng là dây bãi hết các bác nhé. Em đấu nối vào đây. Đấy. Không hiểu cái chất âm. Rồi, và sau đây em xin test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đồ này để cho bác được thưởng thức. Và chiếc đồ này em bán với giá là 1,2 triệu đồng. Đấy, trong phân khúc thì 1,2 triệu đồng thì chắc là khó có thể chiếc đồ nào chất âm hay bằng em này và mắt đọc lại ổn định. Đấy. 1,2 em bao với ship toàn quốc, cho nào chuẩn đủ tiền xem. Bác nào đặt cọc thì từ thời gian tiền ship. Đầu đầu tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng. Em test một xi sao chép để bác được thức ạ. Cưa ra vào êm ái, nhận đĩa luôn. Không cách đeo tay phone vào để cùng em thưởng thức ạ.
cách xa rồi khiến kẻ đi đêm nay còn gần nhau ngày mai gắn trọn này sẽ vắng đi một người trong bạn tốt một người vui cùng sớm buồn thôi gánh cả đôi một người đêm từng đêm cùng nhường chăn sẽ vui bạn thân nhất trên đời bao năm ở gần nhau gần nhau mai tiễn đưa bạn lúc tôi không còn tiền ngồi nhìn nhau thèm thuốc hộp đựng không một điều bình cạn hết cà phê trời nực môi cảm khô cha đậm không một tách để vui vơi bên nhau ngồi xuống mình thức suốt một đêm thật dài đêm không dịu thơm trà quý nước lạnh uống làm vui thân nhau lòng thân đạm môi đôi bàn tận nhau hàn vi cũng có lúc giàu sang đời thiếu bao năm ở gần nhau mến nhau từng phút thuộc chung mai xa bạn đừng quên ngày tôi tiến đưa bạn lúc tôi không còn ngồi nhìn nhau thèm thuốc hộp đựng không một điều bình cạn hết cả tốt ạ. Trả cho nàng
còn riêng anh ca sĩ không tên buông tiếng nhạc câu hát tìm đầu với tay chào con đường tình duyên để em về bên nở xuôi thuyền nhìn mưa rơi dây dứt con tim tình yêu xưa theo gió qua đêm thương tiếc nhiều biết ngó mồ đời tôi thêm
một lần. Em xin phép được dừng video ở đây. Thì chiếc đồ này em bán với giá là 1,2 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền cho em. Bác nào đặt cọc thì tự dẫn tiền ship. Số điện thoại của em là 0907 23 269 ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp các bác ở video sau ạ.